Ây da, ây da, hôm nay mình đi gặp thằng huynh đệ và mình có giờ không biết đang ở đâu. Ô, thằng bé kìa. Thế chào. Nóng quá, trời ơi. Hôm nay tôi có tí việc nè. Đó, sư huynh có thể thấy đây là máy tạo thuốc chip nhất thế giới. Chứ mọi căn bệnh. Anh đưa theo vào nè. Đó, cho em tí đầu anh em đi nha. Chịu được đâu. Ok anh, đợi em tí nha. Đợi tí nó sắp xong rồi. Cứ từ từ đi em. Không có gì đâu. Cô bé tốt đây. Chắc là công thức 3 đời nha. Em khỏe rồi. Hơn mà bán túi trên mạng đó. Túi công an dài. À không. Không. Uống thử đi. Đây là Caxit B1. Đây kháng viên thuốc à, viên thuốc kim cương à. Ok, cạn đô cạn vô anh em ơi. Em muốn thử trước nha. Ôi bạn ơi. Thằng này, mày bơ vẩn vậy? Đưa thêm tao đây. Để tao sẽ quay, đưa mày quay lại mày nha. Đâu? Chơi đồ vào thì đề kháng khỏe lắm. Chết mẹ mày rồi con. Thằng rính con này sao bị chết hại tao hả mày? Mày chưa xong đâu con dai. Ui giời, quý tôm như mày. Mày cứ đợi tao đó. Nghe là còn nhiết nào mày. Phải mày chết mẹ mày đi. Còn chó mày, mày đập tao mày. Ôi giời. Con đi chân. Ôi giời, ui. Thằng tranh con này. Rồi. Trời ơi, công nhận nó tuổi tôm á. Ủa mà cái Caxit B1 của nó đâu rồi? Ồ, mình khỏi bạn nghe nè. Dễ thiệt sự. Đúng là Caxit B1 các. May là bây sao mày giết nó vậy? Chán thiệt sự. Đừng quên like, subscribe cho kênh nha.